Yo, ngày 2 tháng 9, Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chúc anh em một ngày mới thật là tốt lành. Chúc anh em có một ngày nghỉ lễ thật là vui vẻ nhá. Và đây là tựa game Quyền Vương Chiến của Vinagame. Chào mừng anh em đã đến với kênh YouTube của mình. Để xem nào, ngày hôm nay thì chúng ta có gì đây. Phần cao thưởng ngày hôm nay, ngày đăng nhập thứ 70 anh em ạ. Ok, hy vọng hôm nay một ngày nghỉ lễ tốt lành đối với bản thân mình cũng như toàn bộ tất cả các bạn đúng không? Trung cát vâng. Uầy. 5 hộp món ngon nhẹ khá là ngon. Vâng, lành đó là nhiệt huyết phấn đấu và kỹ lòng dạ hẹp hò. Đúng là ngày hôm nay chúng ta phải nhiệt huyết phấn đấu hơn rất là nhiều trong tất cả mọi thứ đúng không? Cả cuộc sống lẫn như chơi game. Rồi, chúng ta sẽ nhận phần thưởng của đăng nhập ngày thứ 70. Đăng nhập ngày thứ 70 các bạn sẽ nhận được 200 kim cương, 30 coco xanh sô-cô-la expert đúng không? Và 200k vàng. Đó là đăng nhập ngày thứ 70 nha các bạn nha. Hôm qua thì lúc tầm tối muộn ấy, thấy anh em hay khoe code ấy, không biết hôm nay mình có nhận được hay không. Không có gì à? Thưởng mù chiến đấu này, thưởng hạn con đường phong thần này. Đây các bạn này. Thấy hôm qua tối hôm qua anh em nhận được này, anh em nhìn này, thưởng quà Quốc khánh 2 tháng 9 này. Arena chúc các đội trưởng có một ngày lễ vui vẻ bên gia đình và KOF. Thì chúng ta có 200 kim cương, 100k vàng, 5 xu rút máy trang bị, 5 xu chiêu mộ, cùng với đó là 50 hộp đá quý. Thì hôm qua ấy, trong một buổi livestream tối hôm qua ấy, mình chỉ dự đoán là Vinagame sẽ cho tầm khoảng 50 kim cương, 100k vàng với cả gì nhỉ? Tầm 10 thể lực thôi, nhưng mà không ngờ Vinagame cũng khá là thoáng tay khi mà cho các bạn đến tầm khoảng 200k vàng, cùng với đó là thêm cả xu chiêu mộ kim cương cũng như là xu rút máy trang bị nữa. Và nói chung là nó chỉ hơi lệch một tí thôi, không lệch quá nhiều đâu anh em nhỉ. Ok, đó là phần thưởng quà Quốc khánh 29. Và nếu mà anh em nào chưa ngủ dậy thì nhanh tay ngủ dậy đi, chúng ta có những cái phần thưởng cho bản thân mình đúng không? Sao lại tư không tồn tại à? Đây. Ok, hết. Ngày hôm nay đã là ngày cuối cùng của sự kiện hao hát rồi. Ngày cuối cùng của sự kiện võ sĩ giác đấu hạn giờ, vâng, hay chúng ta gọi là đua bot hao hát Maru SSR rồi. Anh em nào chưa đua thì nhanh tay đua đi nhá. Tối nay tầm khoảng 9:30 nó sẽ tổng kết cái sự kiện này thôi. Anh em nhanh chân nhanh tay vào để đua nhá. Nào, rút nào. Ui, cứ tưởng ra luôn. Ok, danh sách nhiệm vụ thì ở đây làm hết rồi. Danh sách nhiệm vụ đây em nhìn thấy ở đây làm hết nhiệm vụ rồi. Hết vé free cho cái nick này rồi. Mình làm chiêu tài nữa. Nếu như anh em nào chưa đạt được cái lượng kim cương đúng mốc thì anh em cũng nhanh chân, nhanh tay đúng không? Đạt cái lượng kim cương đúng mốc để có thể quay được mèo như mong muốn đi thì nó sẽ hợp lý hơn. Truyền thuyết Hanzo này ở lại đây chúng ta khá nhiều nhỉ. Ui, nick này lên level 75 rồi kìa. Lên level 75 lúc nào thì mình không để ý nốt đấy. Mình cũng không để ý là cái nick này lên level 75 lúc nào luôn. Game display port này đang bị lỗi à? Để nó phải như thế này chứ, đúng không? Mình không nhớ là level 75 từ lúc nào cũng luôn anh em ạ. Ui, hôm qua mình nhớ mình chơi level 74 mà nhỉ. Hôm qua mình nhớ là mình chơi lúc mà mình chưa có được phong thần đang ở level 74 mà. Ok, để cùng ngắm nghía các hoạt động nào. Hoạt động thì mùng 2 tháng 9 mà không có một cái hoạt động gì hot à? À không, chúng ta có một cái ưu đãi hạn giờ mới. Vâng, chúng ta có một cái ưu đãi hạn giờ mới trong ngày mùng 2 tháng 9 này. Chúng ta có một cái ưu đãi hạn giờ mới trong ngày 2 tháng 9 đó. Các bạn thì thấy là gói ở gói túi quà 1 thì chúng ta có với giá là 100.000 thì chúng ta có 370 kim cương, 2 viên đá thức tỉnh, 17 vạn năng, cùng với đó là 300.000 vàng. Gói túi quà 2, 500.000 với... Nếu các bạn bỏ 500.000 các bạn sẽ sở hữu được 2.000 kim cương này, một hộp món ngon nặng bồi dưỡng, chọn một loại ngon o chi nặng hoặc món ngon hao hắt nặng. Vâng, mình đang không hiểu là cái gói này là một loại thức ăn hay là nó sẽ bồi dưỡng cho cả tất đúng không? Ở đây là hộp ngon ngon nhẹ,
cùng với đó là 1 triệu vàng. Nếu như ấy, ví dụ mình đơn giản nhá, đây ví dụ mình đang đơn giản cái gói 500 nghìn này chẳng hạn. Đây ví dụ mình đơn giản nhiều võ sĩ OIT của mình đi. Mình đơn giản đi kiểu võ sĩ OIT của mình đi. À, đây. Đây các bạn có thể nhìn thấy. Một hộp. Ví dụ như nó bồi dưỡng tất được cái này đúng không? Một hộp của nó là nó sẽ ăn luôn, tính luôn cho cả một cái, nó tính luôn cho cả một cái lồng bàn như thế này chẳng hạn. Nó tính luôn cho cả một cái lồng bàn như thế này, hay là nó sẽ tính là chỉ là một món ăn thôi. Ví dụ Ochi các bạn nhìn thấy là cần thạch rượu trái cây chẳng hạn, nó sẽ tặng cho bạn một cái thạch rượu trái cây. Ôi thì thật sự là mình cũng đang không hiểu cái gói này cho lắm đúng không? Cái này gói này thật sự là khó hiểu đúng không ạ? Đúng không? Cái gói mà đâu nhỉ? Đây. Cái gói mà thức ăn cho Ochi này khá là khó hiểu đúng không? Kể cả How Up này khá là khó hiểu. Không biết là một món hay là tất cả một cái mâm như thế đúng không? Chắc là một món anh em ạ, đúng không? Tiếp theo chúng ta có một cái gói quà thứ ba, đó là ưu đãi hạn giờ thứ ba thì được 6.288 kim cương, một cái dương chọn chiến hồn cực khai. Dương chọn chiến hồn, vâng ạ, đây là chúng ta có 4 loại chiến hồn. Không biết là chọn được hay là ngẫu nhiên, chắc là cái này chọn được đấy các bạn hỏi lòng này. Dương chọn chiến hồn, chứng nhận chiến hồn hủy diệt này, chiến hồn hủy diệt cực hạn này, chiến hồn nhân vương, chiến hồn vô úy và chiến hồn vô lượng. Đây là riêng 4 chọn 1 đúng không các bạn? Ngoài ra còn nó tặng thêm 2.500 tinh thạch và 3 triệu vàng nữa. Và cái gói này có giá là 2 triệu liền. Đó, nếu anh em nào thích một cái chiến hồn thì anh em có thể bỏ ra 2 triệu để mua thẳng. Nhưng mà mình bật mí một chút dành cho các bạn là sau này về chiến hồn 5 sao cũng như Ochi ấy, các bạn sẽ có một cái phó bản về Ochi, các bạn có thể tham gia để nhận được cái chiến hồn 5 sao nên nó khá là dễ rồi. Ok, và đó là gói ưu đãi hạn giờ. Quà ưu đãi hạn ngày thì vẫn như vậy thôi, chả bao giờ thay đổi cả đúng không? Cửa hàng siêu tiện lợi đây, How Hats, vâng, đang đua How Hats ở kia thì bán luôn How Hats ở đây nha bạn. Vẫn còn chưa hết cái hoạt động đua bot How Hats Malu SSR ở ngoài thì nó đang bán hẳn How Hats ở đây. Bạn nào có nhã hứng mua How Hats thì các bạn phải mua ở đây với 1.800 vàng, các bạn sẽ sở hữu 10 mảnh How Hats Malu đúng không? Về lâu về dài thì đây nó bán thành 80 mảnh thôi đúng không? Bây giờ nó đang chỉ bán 10 mảnh thôi, sau này nó bán tận 80 mảnh nhỉ anh em ạ, đúng không? Nó bán luôn bộ 3 của Samurai Shodown đúng không? 3 võ sĩ lưu huyết, có bán cả 7 vạn năng này, 7 vạn năng và mảnh siêu vạn năng nha anh em nhá. Đó. Ở đây thì nếu mà ngon thì chắc các bạn chỉ mua hai cái này thôi đúng không? Nhưng mà tính ra như thế này thì lời hay lãi nhỉ? Tính ra đây là lời đấy các bạn đúng không? Các bạn mua một mảnh vạn năng với giá 60 kim cương là các bạn lời đấy. Tại sao mình lại nói với cái giá 60 kim cương này các bạn sẽ lời? Thì các bạn nhìn vào đây này, đúng không? Các bạn nhìn vào cái thi đấu này đúng không? Cái võ đài này, cái đấu trường này đúng không? Cái đấu trường này các bạn nhìn vào đây này. Cái đấu trường ở đây thì các bạn nhìn thấy này. Đây, các bạn đánh 20 lần đúng không? Các bạn phải đánh đạt điểm 20 thì các bạn mới nhận được một cái mảnh này đúng không? Các bạn mới nhận nổi một mảnh vạn năng. Và trong khi đó để càn quét được tận 10 lần đánh thắng như thế thì các bạn sẽ tốn đâu đó tầm khoảng hơn 100 kim cương ấy. Tốn đâu đó tầm khoảng 115 kim cương thì phải. Các bạn mới có thể càn quét được một mảnh vạn năng thường. Mà ở đây nó chỉ bán với cái giá... Mà ở đây nó chỉ bán bao nhiêu nhỉ? Mà ở đây nó chỉ bán cho các bạn với cái giá là... Ở đây nó chỉ bán cho các bạn được cái giá là 60 kim cương thôi. Chứng tỏ là bán ở đây nó vẫn lời hơn. Nếu các bạn nào mà đang cày mảnh vạn năng thì các bạn phải mua ở đây cho nó nhanh hơn và nó sẽ tiết kiệm hơn cho các bạn rất là nhiều đúng không? Tiếp theo thì chúng ta có quà nạp mỗi ngày thì nó mình như mình vừa nói rồi đúng không? Tiệm siêu phút lợi thì ngày hôm nay nó đã đổi rồi. Đây là một cái ngày mà... cái này thì nó vẫn giống như cái ngày hôm qua đúng không các bạn? Nó cập nhật đến tận 5 ngày liền. Ơ, thì đéo nào. Khá ảo này anh em này. Thời gian hoạt động từ ngày 1 tháng 9 đến ngày 5 tháng 9 nhưng mà thời gian lại còn còn 2 ngày 22 giờ nữa hợp lý rồi, hôm nay 2 mà đến đầu ngày 5 là nó hết rồi mà các bạn.
đúng không? Cái món quà này hôm qua mình có nói với các bạn một chút về cái nó rồi, nó cũng thật sự là không ngon cho lắm đâu. Thứ tư là hôm nay chúng ta có một cái thứ tư siêu cấp, nên là anh em cố gắng làm hết cái nhiệm vụ trong cái ngày thứ tư này anh em nhá. Cố gắng làm hết tất cả nhiệm vụ trong ngày thứ tư siêu cấp này, họ sẽ nhận lại một cái lượng kim cương khá là nhiều ấy, đúng không? Hết. Vậy là chúng ta đã hết cái nhiệm vụ trong ngày hôm hết cái hoạt động trong ngày 2 tháng 9 rồi đúng không? Vừa đạt thường 40 lần, tinh anh 15 lần. Có lẽ mình sẽ đi vượt tinh anh 15 lần trước vì sếp Dương lười làm nhiệm vụ lắm anh ạ. 3 này. Con chim này, con cú này thì như mình đã nói các bạn, thỉnh thoảng nó bán đồ ăn rất ngon, thỉnh thoảng nó bán đồ ăn sida bãi cả đái ấy, đúng không? Con cú này 3 lần rồi, mình sẽ làm hết nhiệm vụ thứ tư siêu cấp. Sáu lần này, chín lần này, 12 lần này, 15 lần này. Ok, mình sẽ đi làm vài nhiệm vụ linh tinh của thứ tư siêu cấp này nha các bạn nha. Vừa tinh anh, sao đây chúng có 14 lần nhỉ? 3 x 5 15 chứ nhỉ? Nó tính kiểu đéo gì mà ra 14 lần nhỉ? 1, 2, 1, 2. Mình đang đéo hiểu. Sao tính có 10 lốn? À đây, còn một lần của sức mạnh mạng xà đây nữa, đúng không? 3 x 5 phải là 15 lần. Tiếp theo, con đường phong thần mình sẽ đi này. Đấu trường đạt 10 điểm này, siêu bộ kim cương 2 lần, luyện kim 2 lần. Ok, luyện kim 2 lần, một lần miễn phí, thêm một lần miễn phí nữa. Cái này, cái lần miễn phí này thì mình đã nói với các bạn rồi đúng không? Các bạn nâng con mây trở hay vai lên là các bạn sẽ được không? Siêu bộ kim cương 2 lần. Mình vừa rút một lần ở trong boss thao hát ấy thì nó cũng tính là một lần nha các bạn nhé, nó cũng tính là một lần luôn, nó cũng tính là một lần luôn, nên là ngày hôm nay anh em sẽ được hai lần như thế. 10 điểm đấu trường thì các bạn chỉ cần vào càn quét super combo là được rồi đúng không? Đấy, theo chúng ta vượt ải thường 40 lần. Thì ác này đang up Kula lên cộng lên đỏ à? Vâng, up này có nên up Kula lên đỏ không? Không, up Kula lên đỏ. Bốn mươi lần này chắc đủ ấy nhỉ? Có lẽ mình vừa cần quét 50 lần mà các bạn đúng không? Cho một con đỏ nhìn cho nó thích. Cho một con lên đỏ nhìn cho nó thích đúng không nha. Lên level này ấy, quên mất còn một cái điều nữa mà lên level này đó là nó đã mở thêm không phải nó mở thêm mà anh em sẽ nhìn thấy ấy, ở trong cái kế thừa này anh em này. Đây, anh em ở trong cái nhà kế thừa này ấy, thì anh em sẽ nhìn thấy ấy, nó lên max level luôn này. Anh em nhìn trong nhà kế thừa này ấy, nó đã mở đến cái tận dụng rồi. Đã mở đến cái cuối cùng của tận dụng rồi. Nó mở đến cái gọi là cuối cùng, gọi là mở đến cái nhà cuối cùng, nhà tận dụng. Đây là cái nhà mạnh nhất ở trong nhà kế thừa. Nhưng mà anh em phải lên tầm khoảng level 74 thì phải. Mình nhớ qua level 74 đã mở cái này rồi. Không biết là level 73 hay 74 nó đã mở cái tận dụng này rồi anh em nhé. Đó, ở trên này thì các bạn nhìn thấy Nick này đã mua Yori mức cao nhất. Đây các bạn nhìn thấy là nhìn mức Yori mức cao nhất thì sẽ nhận thêm được 800 điểm tấn công, 400 phòng thủ và 9600 sinh lực nhá. Về cơ bản cái nhà kế thừa này anh em sẽ mua tất giúp mình nhá. Về cơ bản là anh em
đúng không? Về cơ bản đấy, cái nhà kế thừa này anh em mua tất giúp mình nhé, nó không bao giờ nó thừa anh em hiểu không? Đúng không? Nó không bao giờ nó thừa, nó không bao giờ nó thừa nhé anh em nhé. Có điều kiện thì mua, vì thật sự cái nhà kế thừa này là một trong những cái gọi là đấy khá là khó phun, vì mỗi nhà nó có đâu đó tầm khoảng 1, 2, 4, 5 con chẳng hạn, đúng không? Ví dụ con single này anh em nhìn thấy này, đây single này còn rất nhiều mà chưa mua này, đúng không? Còn rất nhiều cái chưa mua đến từ single. Và rõ ràng là có single rồi mà sao nó không cho, nó không hiện ở đây nhỉ? À, những cái nào mua thì nó mới hiện lên anh em ạ. À, giờ mình hiểu rồi. À, cái nhà này, cái những cái gì là mình mua thì nó mới hiện lên. Ví dụ đích này là mới chỉ mua ở cái tinh thông cao thủ đấy thôi, thì nó chỉ hiện ở đây thôi. Còn cái tận dụng này chưa mua anh em nhá. À, và đây là nhà kế thừa, và khi các bạn lên đủ level thì bạn sẽ mở được hết, mở được đến cái gọi là tận dụng nha các bạn nhé. Mở được đến cái tận dụng đây, ví dụ nhiều nick này chơi ơi, các bạn đọc cái tên là biết đúng không, Langdon Iori, xem là Iori mua full tượng ở cái nick này luôn, mua full tượng ở cái nick Iori này luôn anh em nhá, mua luôn cái mốc cả tông sư các kiểu ở đây. Đó là ở trong nhà kế thừa, ở lên level cao này nó sẽ mở cho các bạn một vài cái điều như thế. Tiếp theo thì mình sẽ làm gì nhỉ? Tiếp theo thì tháng này thì vẫn thế á, quà nó vẫn thế á. À, khác một chút nhỉ, cái chuyện phúc lợi này. Cái miệng phúc lợi này nó khác hơn một chút này. Cái gói này nó có dương tự chọn đấu sĩ tinh ngay, đó giáp Mari Chin này, Choi này, và vãi là dương tự chọn đấu sĩ tinh ngay 2 triệu, ngon thật sự đấy à. Mở 6 hộp món ngon nhẹ là còn gì nữa không nhỉ? Có lẽ là còn cái ảnh tinh anh, nhưng mà thôi có lẽ là mình sẽ đi sau vậy, đúng không? Hình như là còn ảnh tinh anh ấy, đúng không? Ảnh ác mộng, mình đã bảo các bạn hình như là còn ảnh ác mộng, nhưng mà thôi mình sẽ đi cái ảnh ác mộng này trong một clip riêng này. Thế thôi, ngày hôm nay chỉ là một review một chút về ngày 2 tháng 9, không có nhiều hoạt động gọi là hấp dẫn trong cái ngày này cho lắm. Clip của mình cũng xin phép tạm dừng lại ở đây. Hẹn gặp lại anh em trong những clip tiếp theo. Đừng quên nhấn like, subscribe cũng như là ủng hộ cho kênh YouTube của mình nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chúc các bạn một ngày một nghỉ lễ 2 tháng 9, một ngày Quốc khánh thật vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình, bạn bè và người thân của mình nhé. Bye bye.